sinh hoạt chi trả cấp năm 20 là chủ y Vân Phong như Vân Phong không có thể ăn đủ rồi vậy cái gì sửa chữa giấy về địa phương sinh hoạt cựu chiến binh thì nó lắm mẹ đánh nhau phát nó nhức cổ đi đầu tiên. Thank you.
Ta có tham gia nữa. Mọi người bị nó kể lên tầm hạ sĩ của kia. Được. Kia được rồi kìa thật. Mấy nhân bên đẹp cũng quyên như bây giờ tham gia thì đẹp tắt rồi. Nhà nó cho mình cái tiền cho nó bắt mình đi đấy. Nhà định lừa cùng tao à. Tao trở lên Cường ngày xưa Thành đưa tao cuốn sách mà tao làm Thành đưa mà Thành ngày xưa Thành cho tao cuốn sách dưới bị đi tao tao đi làm đây để không gọi mấy người đi phải đi đóng quân thì ông Tuấn lại phải chuyển tay thôi chả dạ. Gracias.